Chào quý anh chị, đây là cái cao thải độc của cơ thể được nấu từ 120 cái loại dược liệu quý và đun suốt 12 ngày đêm. Thì đây là cái sản phẩm dược liệu được người dân ở xã Bắc Láng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn thường xuyên sử dụng và phản hồi rất là tốt. Đấy, thì mình nhấn mạnh mình cũng là người địa phương. Mình đã tìm hiểu và viết rất nhiều bài về cây thuốc nam dược liệu và mình đã nghiên cứu rất kỹ về loại cao này. Bản thân mình cũng đã dùng và thấy rất là tốt nên muốn chia sẻ với mọi người. Phần nữa là vì vừa giới thiệu cái sản phẩm tốt của quê hương và giúp cái sản phẩm tốt như này có cái đầu ra ổn định hơn. Thì xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn ấy thì là một được coi là cái vựa thuốc nam ở vùng Đông Bắc. Thì nơi đây có rất nhiều những cái loại cây thuốc quý. Thì cho nên là sẽ rất thuận lợi để tạo ra một cái loại cao chất lượng như này. Trước trước đây ấy, thì cái nguồn nguyên liệu của nó còn nhiều. Thì người dân địa phương còn nấu được sản lượng cao nhiều hơn. Thì tuy nhiên trong cái thời gian vài năm trở gần lại đây thì cùng với cái tình trạng là người dân làm nương rẫy, phát rừng làm nương rẫy nhiều, thành ra là những cái cây dược liệu dần dần vô tình cũng bị biến mất và bị khan hiếm hơn. Phần nguyên nhân nữa là do Trung Quốc người ta thu mua cái cây dược liệu quý, cho nên là người dân địa phương cũng chặt hái và đem bán cho Trung Quốc, thành ra là những cái nguồn nguyên liệu nó sẽ bị khan hiếm dần. Do đó để mà tìm đủ cái nguyên liệu nấu một cái nồi cao thải độc và bồi bổ cơ thể nó rất là vất vả. Các thầy thuốc phải đến vùng núi cao, rừng sâu, núi thẳm thì mới tìm được các loại cây thuốc. Và khi mà hái các cây thuốc ấy, thì cần rất là cẩn thận làm sao để cho nó cái cây mẹ nó không bị hỏng, không bị chết và sau một thời gian nó sẽ tiếp tục sinh sôi và cung cấp cái nguyên liệu tiếp theo cho cái mẻ cao mới. Đấy, thì cái để mà thu hái đủ cái nguyên liệu phải mất hàng tuần, hàng tháng thì mới đủ một cái nguyên liệu nấu một mẻ cao. Thì các loại cây thuốc cần có khoảng hơn 100 cây như này, khoảng 120 cây, 120 loại cây gồm cả sâm này, củ này, rễ này, cành này, cây này, dây này, lá này của các loại cây thuốc kết hợp với nhau. Thì các vị có thể kể đơn giản một số cái vị thuốc như sau, ví dụ là cây tắc kè hoa này, cây móc câu, lá khôi, cây dây máu, cây gian đơn, dây na rừng, hoàng tinh, cây mạ mân và trăm loại khác nữa. Thì mỗi một loại thảo dược nó có một cái tác dụng khác nhau. Cây tắc kè hoa thì chứa mỏi tay, móc câu thì chứa được thần kinh, lá kim thì chứa dạ dày và cây mạ mân thải độc cơ thể, cây dây máu giúp an thần, ngủ ngon, bồi bổ cơ thể. Và phải các thầy thuốc am hiểu về cây thuốc thì mới biết kết hợp liều lượng và các vị thuốc với nhau để tạo nên một cái bài thuốc và một cái sản phẩm tốt và có tác dụng chữa bệnh. Thì khi mà chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thì các thầy thuốc sẽ chuẩn bị cái quy trình nấu cao. Cần phải nhắc lại cái quy trình nấu cao nó rất là kỳ công, nó phải mất hàng tuần trời và từ 10 đến 12 ngày mới đủ một cái thời gian nấu một mẻ cao. Thì trong suốt cái quá trình nấu cao ấy thì người thầy thuốc sẽ không được rời mắt khỏi cái nồi cao và phải căn cái lượng liều lượng nước và căn cái độ lửa đều. Thì đun đun lửa là cái khâu rất là quan trọng, nó quyết định đến cái sự thành bại của mỗi đợt nấu cao, cho nên là mọi người rất quan tâm chia thành các ca trực cả ngày lẫn đêm. Lửa phải đun làm sao cho cháy thật đều, không được cháy to quá và cũng không được nhỏ quá hay là để tắt.
Thì nếu như mà lửa cháy to quá thì nước thuốc nó sẽ tràn ra ngoài. Mà nếu mà lửa cháy nhỏ quá thì các vị thuốc, các vị thảo dược để trong cây thuốc nó không không ra hết. Đấy, đun lửa đều suốt một ngày đêm thì được. Thì đưa ra để lọc lấy cái nước cất này. Cái nước thuốc vừa lọc được sẽ chuyển vào một nồi mới để khô. Và cái bã thuốc tiếp tục chuyển vào nồi đun tiếp. Và mỗi mẻ thuốc đun lấy nước cất của nó 2 lần. Và cứ như vậy lần lượt đun tất cả các nồi lọc chưng cất rồi chuyển vào khô dưới sự quan sát không rời mắt của thầy thuốc. Và khi tất cả các nồi dồn nó khô lại và được rất là ít rồi, sau đó dồn tất cả các nồi này lại làm một nồi thì và đun đun trong khoảng 7 ngày nữa, tức là nó cái thời lượng của nó sẽ khoảng tầm chục ngày đến 12 ngày tùy cái lượng cao. Thì trong cái thời gian này tiếp tục các thầy thuốc canh cái mẻ thuốc và cho cái lửa liều lượng lửa của nó đều liu riu, cháy liu riu trong suốt mấy ngày để cái mẻ cao đạt chất lượng tốt nhất. Đấy, cái mẻ cao mà đạt chất lượng là cái mẻ cao, cái cao của nó ra thành phẩm nó sẽ phải dẻo như kẹo kéo như này. Đây là cao đặc, tuy nhiên nó rất dẻo. Đây, bẻ được như này. Nó không phải là cao lỏng mà nó cao đặc. Và phải cái cực kỳ tinh chất của nó thì mới 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 có thể bẻ được như này, còn các loại cao cô đặc khác thường là nó sẽ bị gãy hoặc là nó sẽ rất là khó bẻ, nó khô khô cứng rồi. Đấy. Thì cái tác dụng của cái cao thải độc và của cơ thể này thì có mấy tác dụng chính như này. Thứ nhất là nó thải độc tố cơ thể do rượu bia và do cái việc mà ăn uống hít thở các loại khí bụi độc tố, rồi nguồn thức ăn ô nhiễm này, nguồn nước này, rồi khói bụi. Và cái thứ hai nữa là hóa giải cái chứng đau lưng, mỏi xương, tê mỏi cơ xương khớp và đau nhức xương chân tay, tê bì chân tay và cực kỳ tốt cho cái người già sử dụng. Tiếp theo nó là cái tác dụng thứ ba của nó là hóa giải chóng mặt, ù tai, giảm trí nhớ. Cái thứ tư là nó tác dụng là bồi bổ cơ thể, ăn ngon, giúp người gầy tăng cân, an toàn bởi vì nó không có hóa chất gì cả, cho nên là nó toàn là dược liệu tự nhiên cho nên nó rất là an toàn cho người sử dụng. À, cái tác dụng thứ năm của nó là giúp dễ ngủ. Đây đây được cái coi là cái vị thảo dược giúp an thần, dễ ngủ, ngủ sâu. Đây là những người mà mất ngủ hoặc là si mất ngủ rồi trằn trọc suốt đêm mà dùng cái cao này nó sẽ rất là tốt. Như là các cụ già mất ngủ hoặc là những người mà công việc bận bịu căng thẳng thì nên dùng cái này. Thì cách sử dụng cao nó rất là đơn giản. Thì thứ nhất là mình dùng để hòa nước uống này. Quý anh chị có thể hòa cao với chai nước để đem đến cơ quan uống hàng ngày. Và ngâm rượu, một lạng cao có thể là ngâm với khoảng 3 lít rượu. Thì sáng mình uống một ly, tối mình uống một ly. Có thể là mang hầm thức ăn. Đặc biệt là để đối với tẩm bổ cho người suy nhược cơ thể mất ngủ thì cái này chỉ dùng cần dùng dao cắt lấy một mẩu bằng hạt ngô để cho vào hầm cách thủy với lại thịt gà hoặc là thịt băm, thịt lợn, tim lợn, thịt nạc đều được. Thì đây thì cái cách đơn giản nhất là pha để hòa với nước uống. Thì sau đây tôi sẽ thực hiện luôn cho các anh chị xem. Tôi sẽ bật nước sôi này. Là cái cao của nó dẻo như thế này, được bọc trong một cái lớp ni lông, một cái giấy gói rất là cẩn thận.
mùi nó rất là thơm, mùi nó rất là thơm này, mùi nó cực kỳ thơm. Đấy. Mình sẽ chặt chặt lấy một cho vào. Chị lưu ý là mỗi một lần lấy chỉ lấy khoảng một cái dung tích nó một một cái liều lượng nó vừa bằng hạt ngô để cho vào. Đây, hòa nước lên cái màu nước nó rất là đẹp. Này mình uống như nước thay nước uống trà này, nó còn chưa tan hết. Rất là đặc. Mùi nó rất là thơm, có thể uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng mà cái cách tốt nhất ấy thì để cái thuốc nó hấp thụ tốt nhất, ta nên dùng buổi sáng, vào buổi sáng sớm, sau khi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong thì sau mình trước khi ăn uống, ăn sáng thì sẽ uống một cốc nước như này trước, và tối trước khi đi ngủ thì sẽ hòa lấy một cái lượng nước để uống tiếp một cái lượng như này, thì đảm bảo là cái nó sẽ rất tốt cho sức khỏe với những cái tác dụng mà lúc nãy tôi đã chia sẻ.